Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn bản tin sáng của kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Ngay bây giờ kính mời quý vị cùng điểm qua những tin tức sức khỏe đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay, thứ bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023. Bấm khuyên ở vành tai, cô gái 18 tuổi gặp di chứng nặng. Sau 2 ngày bấm khuyên ở vành tai trái, chị B 18 tuổi bị sốt, đau nhiều, chảy mủ vàng ở vết thương. Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trước khi đến cơ sở y tế này, bệnh nhân đã điều trị tại nơi khác trong 2 tuần, nhưng các triệu chứng cải thiện không đáng kể. Lúc này tình trạng bệnh của chị đã nặng hơn rất nhiều, sụn vành tai bị tiêu một phần. Các bác sĩ phải rạch mở rộng ổ áp xe để vệ sinh cắt lọc sụn viêm chăm sóc hàng ngày. Sau điều trị tình trạng viêm cải thiện nhưng để lại di chứng nặng nề vành tai biến dạng. Chị là một trong những trường hợp áp xe vành tai sau bấm khuyên phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gần đây. Theo các bác sĩ khoa tai mũi họng, trong các vị trí bấm khuyên trên cơ thể, vành tai là nơi dễ gặp biến chứng, thường gặp nhất là viêm tấy hoặc áp xe. Nguyên nhân là cơ sở bấm khuyên không đảm bảo vệ sinh, bị nhiễm khuẩn hoặc không tuân thủ chăm sóc sau thủ thuật. Các bác sĩ khuyến cáo khi có các biểu hiện bất thường như sưng tấy lâu ngày, mưng mủ tại vị trí bấm khuyên, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được điều trị sớm, tránh hậu quả đáng tiếc về sau. Bé gái bị tay thắng xe đạp cắm vào hốc mắt đã hồi phục kỳ diệu. Ngày 17 tháng 3, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 2 tuần điều trị tích cực, bé gái LTV 9 tuổi ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh bị tay thắng xe đạp cắm vào hốc mắt, đã tỉnh táo và mắt trái phục hồi tốt. Trước đó, bé bị mảnh tay phanh xe đạp gãy đâm vào hốc mắt được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng dị vật xuyên hốc mắt, sàn sọ gãy đa thành hốc mắt, đứt bờ mi dưới, dập não, xuất huyết não. Tại bệnh viện, sau thăm khám, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp chấn thương phức tạp sọ não, hốc mắt nguy cơ cao tổn thương não, nên đã bật báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Mắt TP.HCM. Các bác sĩ hai bệnh viện đã cùng thống nhất phương pháp can thiệp, một ekip bệnh viện mắt được cử sang phối hợp và hỗ trợ. Bệnh nhi đã được ekip bác sĩ của hai bệnh viện thực hiện phẫu thuật mở sọ, lấy nhu mô não dập, máu tụ, mạch xương vỡ, mở rộng trần hốc mắt lấy dị vật ra khỏi hốc mắt, đồng thời khâu kết mạc và khâu tạo hình góc ngoài bờ mi. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé tạm ổn định, bé tiếp tục được săn sóc tích cực tại khoa hồi sức ngoại, thở máy, truyền máu kháng sinh, an thần, giảm đau, chống phù não tích cực. Cho đến nay, sau 2 tuần bé hồi phục kỳ diệu trong sự vui mừng của các bác sĩ và gia đình. Bé trai lộ bệnh như bị bạo hành khiến cha mẹ một phen sợ hãi. Bệnh đa số biểu hiện ban xuất huyết da dễ nhầm lẫn với viêm mô tế bào hoặc ban xuất huyết giảm tiểu cầu, gây ra nhiều lo lắng hoảng sợ cho phụ huynh vì nhầm lẫn con bị bạo hành. Chiều 17 tháng 3, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cho hay vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 4 tuổi mắc bệnh ban xuất huyết, sang thương sưng bầm da, gây ra nhiều lo lắng hoảng sợ cho phụ huynh vì nhầm lẫn con của mình bị bạo hành. Trước nhập viện một ngày sau khi đi học về, trẻ đột ngột ói và đau bụng, dù trước đó khỏe mạnh, kèm theo những mảng bầm rải rác vùng mu bàn tay, bàn chân, hai bên và vành tai. Sau đó bé giảm ói nhưng không chịu ăn uống, ôm bụng và quấy khóc. Người nhà thấy em sưng nề nhiều vùng mu bàn tay, bàn chân, mắt phải, sưng nề vùng bìu, thang đau tay chân và quấy khóc. Sau nhập viện, bé tiếp tục xuất hiện thêm các mảng bầm nhỏ rải rác hai cẳng chân, đau khớp, đau bụng nhiều hơn. Tại khoa nhi, qua thăm khám và điều tra bệnh sự cũng như tiền căn đánh giá tâm lý, các bác sĩ đã nhanh chóng loại trừ tình huống bạo hành, kết hợp các xét nghiệm máu, hình ảnh học và xét nghiệm nước tiểu để loại trừ các bệnh lý về máu, nhiễm trùng, chẩn đoán em bị mắc bệnh ban xuất huyết. Trẻ được điều trị với corticoid dạng tiêm, sau đó tình trạng cải thiện được chuyển sang uống thuốc. Sau điều trị, trẻ đáp ứng tốt, hết đau bụng, hết đau khớp, ban xuất huyết giảm dần. Theo các bác sĩ, bệnh xuất huyết Henoch hay còn là bệnh lý viêm mạch máu hệ thống, khởi phát ở lứa tuổi 3-15, cứ 10.000 trẻ thì có 2 em bị mắc bệnh lý này. Đa số biểu hiện ban xuất huyết da dễ nhầm lẫn với viêm mô tế bào hoặc ban xuất huyết giảm tiểu cầu hay bệnh lý khác, nên quý phụ huynh cần cẩn thận không tự ý mua thuốc cho con em mình uống, mà phải đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được khám, định bệnh chính xác và điều trị thích hợp. Bác sĩ rơi vào hôn mê sau một tuần đau họng. Tháng 3 năm 2022, tiến sĩ Suapi, hiện 30 tuổi, đã phải làm việc nhiều giờ tại bệnh viện đại học ở Mỹ. Khi số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng, anh bị viêm thanh quản chuyển thành viêm phổi nặng và hội chứng sốc nhiễm độc. Khi nhận thấy tình hình của mình nghiêm trọng, anh quyết định tự đi tới khoa cấp cứu. Tiến sĩ kể rằng, khoa đó cách nơi tôi ở 2 dãy nhà, nhưng tôi phải dừng lại và lấy hơi. Anh là người yêu động vật, thường xuyên tập luyện ngoài trời, thích du lịch. Anh có thể chèo thuyền 6 km. Khi tới trung tâm y tế, tiến sĩ được yêu cầu đặt máy thở, anh lo ngại có thể không tỉnh lại. Tiến sĩ nói rằng, tôi đề nghị trả lại điện thoại của mình để tìm kiếm các lựa chọn khác. Tôi cố gắng tra cứu các bài phân tích về các trường hợp tương tự như mình.
Cuối cùng anh chấp nhận rằng phương pháp điều trị tích cực là lựa chọn duy nhất. Cha mẹ của anh đang ở nước ngoài và không thể đến bệnh viện kịp thời để gặp con trước khi anh hôn mê. Anh nói đến cuối cùng tôi còn nhớ là những người bạn nắm tay tôi. Tôi được ở cạnh những người mà tôi biết và tin tưởng. Tuy nhiên, anh ấy vẫn không khá hơn khi sử dụng máy thở. Máy thở cài đặt ở mức tối đa. Anh ấy đang sử dụng 100% oxy nhưng mức oxy của anh ấy vẫn ở mức thấp và tình hình vẫn tồi tệ. Vì vậy, chúng tôi biết rằng đã đến lúc phải làm điều gì đó khác đi. Vì vậy, họ chuyển sang dùng máy ECMO. Đó là biện pháp cuối cùng để giữ cho tiến sĩ còn sống. Sức khỏe của anh khá lên mỗi ngày. Sau 9 ngày, anh được rút ECMO và máy thở. Các đồng nghiệp và người chăm sóc cho anh vẫn chưa biết chính xác điều gì đã gây ra tình trạng này. Vị chuyên gia này cho rằng thể lực tốt đã giúp cho anh vượt qua nguy kịch. Anh ấy có một trái tim của một vận động viên Olympic. Một trái tim rất mạnh mẽ, đó là khả năng rất hữu ích mà chúng tôi phải dựa vào. Tôi nghĩ điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Tiến sĩ Suapi được thông báo sau hôn mê, bệnh nhân dễ bị trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Vì vậy, anh đã quyết tâm trở lại làm việc một tháng sau đó. Anh cho rằng trải nghiệm vừa qua sẽ giúp anh trở thành bác sĩ giỏi hơn, dễ đồng cảm với bệnh nhân hơn. Quý vị thân mến, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tối ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.